Nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Ban thể thao trường Trung học phổ thông Vị Thanh đã tổ chức hội thao giải bóng chuyền hơi nữ chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trên màn ảnh của các bạn là trận chung kết giữa hai đội, xa màn ảnh là đội Thơ, Ngọc, Tuyết, Hà, Ly và gần màn ảnh là đội Cái, Loan, Vui, Thủy, Nga. Xin mời các bạn xem set 2, trận chung kết đầy kịch tính và hấp dẫn nhé. Năm không hả? Điểm 6-6. Kết thúc set 1, đội Thơ, Ngọc, Tiết, Hà, Ly đã giành chiến thắng với tỷ số 25-23. Nếu như đội tiếp tục giành chiến thắng thêm set nữa, thì đội cô Thơ, Ngọc, Tiết, Hà, Ly sẽ giành ngôi vô địch của giải năm nay. Khoảng cách điểm giữa hai đội hiện đang là 6 điểm nghiêng về đội cô bé Thơ. Ngay cái lỗ, ngay cái hố. Bình luận viên của set 2, trận chung kết giải bóng chuyền hơi nữ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay là thầy Trần Văn Bảo, chủ tịch công đoàn nhà trường. Khoảng cách điểm hiện tại giữa hai đội khá chênh lệch, nghiêng về đội cô Ngọc.
Còn đi, về sớm. Ngay lỗ. Đi
Điểm 23, 11. Chơi cái chàng con 25 của cô bé Thơ tiếp tục giành chiến thắng và vô địch giải đấu. Xin chúc mừng. Video đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.